Phật Pháp ứng dụng. Giảng sư Thông Tiến, kính thưa bạn thầy quý vị Phật tử đạo tràng đại viên Quan Âm Thường Viện. Hôm nay Quan Âm Thường Viện hội chủ thiên đàng đã được đại đức Phước Tiến nhận lời thỉnh cầu của Quan Âm Thường Viện chúng ta để quan tâm ban bố cho các Phật tử thời pháp trong khóa tu của tu cuối cùng của đạo tràng đại viên Quan Âm Thường Viện chúng ta trong năm Giáp Ngọ. Giờ đây thì đạo tràng đại viên Quan Âm Thường Viện chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh. Xin đại ban sư bà viện chủ và thay mặt toàn thể quý Phật tử đạo tràng đại bi Quan Âm Tu Viện, chúng con xin đề đầu thành tâm cung thỉnh đại đức Từ Bi Hoan Hỷ quan lâm giảng đường để bắt đầu buổi thuyết pháp của chiều tối hôm nay. Ngưỡng mong đại đức Từ Bi Hoan Hỷ quan lâm giảng đường. A Di Đà Phật. Ba chung cổ cử ba hội chung chống bát nhã để cung thỉnh đại đức giảng sư quan lâm giảng đường. Yeah.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni trưởng, cố vấn chứng minh tu viện Quan Âm, kính thưa sư cô Thích Nữ Huệ Đức, trụ trì tu viện Quan Âm, toàn thể chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử tu trong đạo tràng Đại Bi. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân ni trưởng, sư cô trụ trì, toàn thể ni chúng, ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể Phật tử tu tập đạo tràng Đại Bi được nhiều hạnh phúc, an vui, tinh tấn, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay sự có mặt của chúng tôi cũng tôi cũng có cảm giác không thoải mái gì. Tôi bị cưỡng bức để đi. Thật tình mà nói, khi bị cưỡng bức rồi trốn để đi nữa chứ. Trong khi sau khi chuyến hoằng pháp từ Canada và Mỹ trở về, thì tôi muốn một thời gian ngắn để được tịnh dưỡng, nhưng mà cũng không có được. Nhiều đạo tràng mời tôi để đến chia sẻ và tôi đều chối từ. Nhưng đạo tràng Đại Bi ở tại tu viện Quan Âm của chúng ta không biết có một cái nội lực gì đó mà cưỡng bức tôi phải đến đây. Những nơi khác tôi chối từ được rất là dễ dàng, mà ở đây tôi chối từ hoài không được. Rồi cuối cùng buộc lòng là bây giờ tôi phải trốn để đi. Tôi đâu có dám thông báo trên website hay là các nơi để đi đâu. Bởi vì nếu mà những nơi khác ta mời mình đã từ chối, mà ở đây mời mình đi nơi không mình sẽ bị trách. Cho nên là tôi thầm lặng trốn để đi đến đây này, để chia sẻ với các vị, nói để các vị cảm thông mà thương cho tôi. Xin thưa các vị, thì tôi được biết là ở đây là đạo tràng tu Đại Bi cũng đã lâu. Cách nay chắc là gần 10 năm rồi. Tôi có trở về đạo tràng chia sẻ pháp thoại với các vị. Cái chủ đề ngày hôm đó ở đây các vị có ai tham dự và còn nhớ không ạ? Ai đã tham dự cách 10 năm trước buổi tôi giảng ở nơi này? Một người, hai người. Sao mà còn sót lại một cách ít ỏi vậy? Lọt hết trơn hả? Và cái buổi giảng hôm đó ở đây thầy giảng bài gì cô có nhớ không? Thầy cũng cảm ơn cô. Cô quên mất rồi. Xin thưa cô nói vậy thầy cũng mới nhớ lại là thầy giảng đây hình như là hai buổi á. Cái bài giảng đầu là nhẫn nhục giải quan khiên tại ở tu viện Quan Âm của chúng ta. Bây giờ nhìn lại mình cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sau ngày hôm đó cách nay gần 10 năm mà mình trẻ thế, giờ mình già dữ vậy. 10 năm nhìn lại chúng ta đã quá nhiều đổi thay. Mọi hoàn cảnh, mọi thứ đều đổi thay. Và cả một bước dài của chúng ta trên con đường học tu và hoằng pháp như vậy, và chúng ta có những giây phút chúng ta kiểm thảo lại mình và rà soát lại chính bản thân mình, những thành bại được mất, những tốt xấu trong bản thân mình trong suốt quá trình tu học và làm Phật pháp như thế, để chúng ta đánh giá được sự tiến bộ hay là những cái sự mà lùi bước của chúng ta trên lộ trình tu học. Và để kiểm thảo lại hơn trong một trong những cái phiền não cơ bản trong con người của chúng ta, nó thầm lặng nhưng rất là dễ bộc phát trong mọi tình huống, thì hôm nay tôi đến với đạo tràng Đại Bi của chúng ta với bài giảng là ngã mạn là gì. A Di Đà Phật. Ở đây các vị có biết từ ngã mạn là gì không hả? Ở đây ai có hiểu từ ngã mạn là gì không? Phát biểu thầy nghe coi. Quý Phật tử đại diện coi. Thầy mời cô. Ngã mạn là tự cho mình là giỏi, tự cho mình là hay. Rồi, thầy cảm ơn cô. Ý nghĩa đó cũng đúng cái từ ngã mạn đó. Còn nữa không? Còn ai có ý kiến gì thêm nữa không? Hả?
Có ý kiến gì thêm nữa không? Xin thưa các vị, cái câu trả lời của cô cũng là hàm ý trong cái ý nghĩa ngã mạn đó. Nhưng mà ý nghĩa ngã mạn nó rất là đa dạng. Và tôi có thể khẳng định được rằng là trên cuộc đời này không có một người nào mà không ngã mạn nếu chưa đắc thánh. Trừ ra các vị là một bậc thánh thì tôi không nói. Nhưng mà trên cơ bản tất cả chúng ta ai cũng đều có ngã mạn, nhưng mỗi người một cách, và ngã mạn nằm trong phạm vi nào, đây là điều mà tôi cần chia sẻ với các vị. Xin thưa các vị, trên nguyên tắc chúng ta biết từ ngã mạn là một sự kiêu ngạo, một cái sự kiêu hãnh, một sự tự đại về bản thân chúng ta. Đó là những cái từ chung chung để chúng ta hiểu một cách nôm na về ý nghĩa như vậy thôi. Ngã mạn là một sự tự đại, tự kiêu, tự hào. Nó biểu hiện tiềm tàng hay là thể hiện rõ nét trong mỗi người chúng ta, tùy cái hoàn cảnh, thân phận và tâm trạng của con người đó, chúng ta đều có những cách biểu hiện ngã mạn khác nhau. Có những người rụt rè nhút nhát chưa hẳn là không ngã mạn. Cho nên cái bài này tôi muốn chia sẻ với các vị để các vị thấy, có những khi chúng ta dùng cái từ ngã mạn nó chưa được hợp lý lắm trong một số tình huống. Nhưng mà chúng ta đôi khi mình nói người đó ngã mạn, anh kia ngã mạn, vị đó ngã mạn, nhưng tự bản thân chúng ta khi nói chúng ta cũng đã ngã mạn rồi. Và có nhiều cái cách biểu hiện ngã mạn khác nhau mà người học Phật, cả tu sĩ hay là Phật tử chúng ta đều hiểu cái từ này và đều nghiền ngẫm tư duy để tìm cách hạn chế dần dần trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng không dễ dàng gì ai đoạn trừ. Và ai nói rằng mình không có ngã mạn đâu, đưa tay lên em. Ai trong đạo tràng của một nhóm riêng chúng ta thôi, ai là không có ngã mạn đâu, đưa tay lên em. Tức là tự cảm thấy rằng là mình không có ngã mạn, có không? Im lìm có nghĩa là có hết, đúng không? À, như vậy thì các vị thấy rằng cái điều đó là điều đương nhiên. Vì vậy khi chúng ta hiểu trong Phật giáo, chúng ta thấy trong 6 loại căn bản phiền não của Phật giáo gồm gì? Tham, cái gì nữa? Sân, cái gì nữa? Si, cái gì nữa? Mạng, cái gì nữa? Nghi, cái gì nữa? Ác kiến. Giỏi, cho tràng pháo tay. Các vị đây học lâu năm quá mà, từ này đâu có khó, đúng không? Cho nên chúng ta từ xưa giờ chúng ta nghe nói cơ bản nhất là 3 thứ phiền não: tham, sân, si thôi. Nhưng ít có dịp để chúng ta nghe từ mạng, nghi và ác kiến. Nhưng các vị nên nhớ rằng 6 loại căn bản phiền não này nó đều giống nhau trên cái góc độ của nó là một cái loại mà phiền não tiềm tàng, nó có từ vô thủy đối với con người của chúng ta. Tại vì phiền não nó có thể kết thúc, cho nên không thể gọi là vô chung được, nhưng mà nó là vô thủy. Cho nên nó là một trong những loại căn bản phiền não, hay nó thuộc về trong năm sử, nó là ngũ độn sử, tức là thầm lặng tiềm tàng trong suốt cuộc đời của chúng ta. Các vị nên nhớ như vậy. Và trong quá trình chia sẻ tôi sẽ phân tích sâu hơn cho các vị về điều này. Nhưng cơ bản nhất các vị thấy rằng tham sân si là quá quen thuộc và dễ hiểu với các vị. Còn cơ bản chữ mạn ở đó mang cái nghĩa là ngã mạn, là kiêu ngạo đó. Ở trong đó nó cũng là một trong những loại căn bản phiền não như tham sân si như vậy, nhưng chúng ta ít nghe tới và ít đề cập tới. Vì vậy chúng ta đã biết rằng nó thuộc về cái loại căn bản phiền não thì không dễ dàng gì đoạn trừ, và nó thuộc về căn bản phiền não có nghĩa rằng không ai không có. Trên cơ bản cuộc đời này không một chúng sinh nào không có ngã mạn, nhưng biểu hiện cách nào tùy mỗi người, tùy nghiệp cảm, tùy hoàn cảnh, tùy thân phận, tùy phước báo, tùy mọi lúc mọi nơi, biểu hiện cách nào tùy các vị. Nhưng bản chất sâu kín không một ai không có cái này, khi chứng thánh mới hoàn toàn chấm dứt. Cho nên chúng ta đừng vội vã kết luận một ai đó ngã mạn thế này thế kia. Chưa, đôi khi chúng ta nói người nhưng mà chúng ta vẫn là như thế, vì điều đó có cơ hội biểu hiện hay không tùy mỗi người. Vậy thì các vị thấy rằng ngã mạn nó thuộc về một trong 6 loại căn bản phiền não.
Nó là những cái tiềm tàng trong suốt cuộc đời của chúng ta từ quá khứ cho đến bây giờ và trong tương lai quá trình tu tập. Tùy cái mức độ tu tập của chúng ta để thay đổi ít nhiều về nó. Nhưng chúng ta cần phải nhận diện được nó rất là rõ như thế. Nó có thể biểu hiện trong nhiều tình huống mà chúng ta cần thiết phải hiểu như thế này. Ngã mạn cũng có thể biểu hiện là một cái cách là tự khoái trá, tự hãnh diện và tự kiêu với những gì mình hơn người khác. Có thể chưa chắc hơn nhưng vẫn hãnh diện và tự kiêu và tự cho như vậy. Đó thuộc về cũng một trong những loại gọi là thuộc về ngã mạn. Bên cạnh đó, ngã mạn là một loại là tự cao tự đại, để thấy rằng là mình hơn người khác, mình xem cái người khác như mục hạ vô nhân, không cần để ý, xem thường, không cần chơi với ai và đánh giá thấp tất cả mọi người. Cái đó cũng thuộc về một trong những loại ngã mạn. Khoe khoang phô trương, cái đó cũng thuộc về một trong những cái ngã mạn. Ganh tị đố kỵ khi người khác hơn mình về một cái gì đó, để biếm nhẹ chỉ trích, bôi nhọ người khác, cũng là một thói ngã mạn của con người. Rồi bên cạnh đó, có những cái nó không thuộc về cái dạng mà gọi là tự hào phô trương khoe khoang, nhưng mà một dạng khiêm tốn, rụt rè nhút nhát, cũng là một loại ngã mạn nữa mà chúng ta không hiểu. Có những người tự khiêm tốn, nhưng mà cái khiêm tốn của họ để che đậy sự kiêu ngạo ở trong lòng tế nhị sâu kín của con người họ, thì cái này cũng là một trong những loại ngã mạn. Rồi có những người tự bảo thủ những cái gọi là những cái yếu kém của mình mà không muốn ai nói động tới. Tôi dở mà kệ tôi à. Đó cũng là một trong những loại ngã mạn. Cho nên tôi nói với các vị là cái ngã mạn chúng ta cần phải được hiểu với nhiều góc độ tình huống khác nhau, là một thuật ngữ rất chuyên môn trong Phật giáo. Khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta tu tập dễ dàng kiềm chế được bản ngã của chúng ta trong nhiều tình huống. Mà đôi khi chúng ta không hiểu được nó, cho nên là chúng ta nuôi dưỡng nó. Chúng ta nghĩ rằng nó không đáng kể, chúng ta nghĩ rằng nó không đến độ tội lỗi, nhưng thật sự sâu bên trong của nó là một cái việc gọi là có tội lỗi, có tội ác gây ra oan trái. Các vị cần phải hiểu như vậy. Vì vậy cho nên trong kinh Lăng Nghiêm mới nêu ra có 7 loại ngã mạn. Một là mạn, hai là quá mạn, ba là mạn quá mạn, bốn là ngã mạn, năm là tăng thượng mạn, sáu là tỵ liệt mạn, bảy là tà mạn. Trong 7 loại mạn như thế. Như vậy thì chúng ta thấy phân tích đa dạng như vậy để chúng ta thấy rằng bản ngã hay là ngã mạn chúng ta được tiềm ẩn trong nhiều tình huống như vậy, đa dạng như vậy. Cho nên đôi khi chúng ta bị nhận lầm, và lầm như thế nào sau này chúng tôi sẽ từng bước phân tích cho các vị. Trước hết chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa chuyên môn của 7 ngã mạn này. Như vậy 7 ngã mạn này, thứ nhất là mạn. Cái mạn đầu tiên nó mang cái nghĩa là ta có khả năng và điều kiện hơn người, chúng ta tự hào hãnh diện kiêu sa, thì cái đó gọi là mạn. Cái thứ hai là quá mạn, có nghĩa là ta và họ không có gì hơn nhau, nhưng mình vẫn tự hào kiêu ngạo, vẫn cho mình hơn người khác, thì cái đó gọi là quá mạn. Cái thứ ba nữa đó là mình không có gì bằng người, nhưng mà vẫn tự cho và kiêu hào hãnh diện hơn người, thì cái đó gọi là mạn quá mạn. Cái thứ tư là ngã mạn, là kiêu ngạo tự hào, dương dương tự đắc về mình. Cái thứ năm là tăng thượng mạn, có nghĩa là cái này chuyên môn trong vấn đề tu tập, có nghĩa là người này tự cho mình chứng thánh hay là hiểu lầm về cái sự giác ngộ của mình, cho mình ngang bằng với các bậc thánh, thì cái này do nhận lầm về sự tu tập cho nên dẫn đến cho mình ngang bằng với quả vị của các bậc thánh, cái này gọi là tăng thượng mạn. Rồi cái nữa đó là tà mạn. Tà mạn có nghĩa là do tu tập không đúng chánh đạo, cho nên lầm lạc con đường tu học, cho nên không tôn trọng Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, và thiếu tôn trọng những cái bậc xuất gia tu hành chân chánh. Như vậy một người tà mạn có nghĩa là khi họ bị tà mạn xâm nhập rồi, họ không lễ Phật,
họ không kính trọng tăng và họ xem thường tất cả những người khác do cái tà kiến trong đầu của họ có. Và cái này một số người tu tập lệch lạc cũng bị cái này. Có những người tu tập ngay trong đây, nhất là những người bị gọi là đầu độc một cách lạm dụng về con đường tu tịnh độ, biến mình trở thành kẻ chống đối với con đường tu tập theo truyền thống của Phật giáo, tu tập một cái cách gọi là mê tín. Thở nay tu tập mà không thờ Đức Phật Thích Ca, cho Đức Phật Thích Ca hết thời rồi, thời này của Phật A Di Đà, cho nên không đón ngày lễ Vê Sắc, không thờ Phật Thích Ca, chỉ thờ Phật Di Đà thôi, và chỉ một bề như vậy, thiếu tôn trọng như vậy. Đây cũng là một trong những dạng gọi là tà mạng, tức là hiểu sai lầm, bị tác động, bị đầu độc bởi mê tín cho con đường nhận thức tu học lệch lạc như vậy. Thì đây cũng là một trong những dạng mà gọi là tà kiến, không thể tu tập đúng pháp được. Cho những thầy khác tu tập theo con đường khác là thấp kém, là lạc lối, là thiếu hiểu biết, tự cho mình là thế thế. Đây cũng là một trong những dạng tà mạng, mặc dù bên cạnh đó mình thấy rằng họ tu theo con đường của Phật Pháp. Và cái này tôi đã nói rất nhiều bài giảng, cả trong và ngoài nước tôi đã giảng rất là nhiều. Cái cuối cùng đó là tỷ liệt mạng. Tỷ liệt mạng á, thì trong đây có nhiều giải thích, nhưng mà tôi sẽ cho các vị hai hướng để các vị hiểu cái từ tỷ liệt mạng này. Cái tỷ liệt mạng đầu tiên tôi được hiểu là tỷ liệt mạng có nghĩa là ôm giữ và không cho ai tác động và chỉ trích đến những sự yếu kém dở xấu của mình. Ví dụ mình dở đó, mình không bằng ai đó, hay là mình có những cái hành động đó đó, mình dốt gì đó, nhưng mà người ta nói tới là mình tự ái. Kệ tôi à, tôi dốt kệ tôi à, tôi dốt cho tôi ăn của cha anh sao à, thế thế. Đó là một loại bảo thủ sự thấp kém yếu dở của mình. Cái đó gọi là tỷ liệt mạng. Nhưng cũng có những trường hợp khác tôi đọc, tôi thấy cái giải thích này thì tôi thấy nó cũng chưa có phản ánh đúng với cái từ đó lắm. Cái ý nghĩa đầu thì tôi thấy nó hợp lý hơn, nhưng mà tôi cũng phân tích rộng ra để cho các vị hiểu là một số trường hợp được giải thích tỷ liệt mạng có nghĩa là một sự khiêm tốn giả dối. Cái đó gọi là tỷ liệt mạng. Thì nói ra để các vị hiểu, có nghĩa là người này biểu hiện sự khiêm tốn, nhút nhát gì đó vân vân, nhưng sự thật bên trong đó là một sự giả tạo dối trá cho sự kiêu ngạo dương dương tự đắc của mình qua hình thức giả bộ như là một sự khiêm tốn hiền thục. Thế thế thì cái đó người ta cũng liệt vào trong sự giải thích gọi là tỷ liệt mạng. Nhưng tôi thích cái nghĩa đầu tiên hơn. Cái nghĩa đầu tiên có nghĩa là mình tự ôm cái dở cái xấu của mình, mà người ta nói tính mình tự ái và mình chỉ trích chống trả lại người ta. Mình không chịu tiến bộ, mình vẫn khư khư như thế, mình làm những cái việc đó gọi là thấp kém gì đó, người ta nói đến mình cũng tự bảo thủ đến mình như tầm kéo kén như vậy, và không chịu đổi thay, cho dù mình dở mình thế thế vậy vậy đó. Cái đó cũng liệt vào cái gọi là tỷ liệt mạng. Và đây là ý nghĩa tôi thấy hay trong cái từ tỷ liệt mạng hơn. Vậy thì tôi đưa ra các vấn đề phân tích cho các vị thấy rằng bảy mạng như thế, thì chúng ta cảm thấy rằng cái từ ngã mạng nó rất là đa dạng như thế. Cho nên không phải là đơn giản như chúng ta thấy rằng ai dương dương tự đắc đi dòm trên trời không, mục hạ vô nhân như vậy mới là ngã mạng. Chúng ta đa phần là nhìn qua được cái phương diện này, nhưng mà chúng ta không nhìn sâu được các phương diện khác. Vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu được chữ ngã mạng, cái biểu hiện của ngã mạng và tính đa dạng trong việc phân tích về một loại phiền não mà chúng ta thấy đáng sợ như vậy, nhưng ít bao giờ chúng ta để ý tới. Chúng ta chỉ nhắc tới, chúng ta cứ nói tham sân si vậy thôi. Còn cái việc gọi là ngã mạng hay mạng này chúng ta ít bao giờ thấy. Vì vậy cho nên tiềm tàng nó phá hoại phước báo trong cuộc đời của chúng ta rất là lớn mà chúng ta không biết. Thì sau này từng bước tôi chia sẻ với các vị một sự nhầm lẫn giữa cái từ mạng hay là ngã mạng này với những tình huống mà chúng ta từng gặp phải. Tôi có thể đưa ra các tình huống mà chúng ta từng gặp phải. Thứ nhất là có những người tự tin mà chúng ta cho họ là ngã mạng. Cho nên cái ngã mạng này và tự tin chúng ta phải hiểu rất là rõ. Có thể ngã mạng về mặt phiền não tiềm tàng ai cũng có, nhưng mà có những người biểu hiện sự tự tin mạnh mẽ chưa phải là ngã mạng, nhưng mà chúng ta lại đánh giá người khác là ngã mạng. Chúng ta đánh giá như thế.
Tôi nói với các vị cơ bản trong cuộc đời, những người giàu có, những người có thân phận địa vị trong xã hội, những người tri thức, những người tài năng, các vị không thể nào bắt họ cúm núm nhát nhúa và như những người mà gọi là hèn nhát yếu đuối được. Các vị không thể nào như thế được. Người ta có địa vị, có quyền lực, có tiền bạc, cái phước báo của người ta nó có trong xã hội. Những người này chưa chắc gì họ ngã mạng, họ không có ngã, nhưng mà họ rất tự tin về bản thân mình trong mọi lúc mọi nơi, và họ tự tại tự tin như vậy. Có một số người, người ta lại hiểu lầm cho đó là ngã mạng. Đây là các vị cần phải để ý cái chỗ này, không khéo chúng ta kết tội người khác một cách sai và tự chúng ta phải chịu hậu quả về những lời kết tội đó. Cho nên một sự tự tin và ngã mạng nó khác. Ngã mạng là nãy tôi nêu cho các vị rồi đó, những sự dương dương tự đắc kiêu ngạo. Cho nên đôi khi chúng ta vì ganh tị với những người có địa vị và có phong cách hơn mình, cho nên chúng ta chỉ trích họ. Thì ganh tị chỉ trích cũng là một thứ ngã mạng. Đôi khi người ta không ngã mạng, nhưng người cho người khác ngã mạng, tự họ là người ngã mạng. Các vị có hiểu chỗ này không? Như vậy thì bây giờ mình thấy rằng người đó có phong cách hơn mình, người ta đường đường chính chính hơn mình, người ta tự tại tự tin hơn mình. Mình cảm thấy rằng mình có cái gì đó thua người ta, cái mình nói cà chớn á, làm như giàu lắm, làm như đẹp lắm, thế thế. Mình nói như vậy, người đó ngã hay là mình ngã? Mình ngã, tức là mình đang bị cái sự ganh tị, tức là người khác hơn mình khó chịu. Cho nên sự ganh tị cũng là một loại ngã mạng nữa, vì cho người khác hơn mình. Ví dụ bây giờ một cô hoa hậu, một người đẹp trong cuộc đời, họ có sắc đẹp thì họ phải tự tin vào sắc đẹp của họ chứ. Sự có mặt của họ trong mọi nơi đều có sự sáng tỏ ở đó chứ. Như vậy sự sáng tỏ, mọi người chú ý vào, mọi người ngưỡng mộ họ và họ tự tin về điều đó. Ngã mạng hay không là một việc khác, trước mắt người này là tự tin cái đã. Chúng ta không được đẹp bằng họ, chúng ta mất tự tin khi có đối thủ. Và vì vậy cho nên chúng ta tìm cách, chúng ta chỉ trích và chúng ta hạ bệ người khác bằng cách tự nói ra những lời mà gọi là khó nghe. Như vậy người đẹp đó chưa chắc gì họ ngã mạng, nhưng mà chính bản thân ta là người đã mang cái nghiệp và biểu hiện của sự ngã mạng. Ví dụ bây giờ một người họ có khả năng về tiền bạc hay là quyền lực, địa vị, họ đi vào một nơi họ rất là tự tại. Cái tự tại của họ không phải là sự kiêu ngạo, mà cái này là một thói quen bản lãnh của một con người. Thì các vị không thể nào bắt họ phải gục gè khúm núm bò vô trong mấy chỗ như thế được. Không có ai làm chuyện đó bao giờ. Họ phải có một cái sĩ diện tối thiểu nào đó trong bản thân họ, một sự tự tôn của cái mà họ đang làm. Cho nên không khéo các vị đã đánh đồng một cái sự sai. Còn người nhu nhược và khiêm tốn, giữa tự tin và ngã mạng thì nó có cái là nhu nhược và khiêm tốn. Một người nhu nhược và khiêm tốn khác nhau. Một người khiêm tốn không có nghĩa là bò lết, cúi đầu, gục cổ gì đó thế thế. Nó không phải là như vậy. Một người khiêm tốn là người ta có một nội lực để kiềm chế được sự biểu hiện, cái sự thô tháo và cái gì đó, để họ trở nên nhẹ nhàng hơn trong các sự ứng xử. Cái đó không thể gọi là họ là cái người gọi là nhu nhược. Cho nên cái người nhu nhược và khiêm tốn khác. Cái người khiêm tốn là người có thừa khả năng, có đầy đủ điều kiện, có đủ bản lĩnh, nhưng mà họ nhẹ nhàng, êm ái, hoặc là họ tế nhị. Thì cái đó chúng ta gọi là khiêm tốn. Còn những người gọi là nhát nhúa, yếu đuối, sợ hãi, rụt rè, cái đó gọi là nhút nhát. Thì những cái đó không thể gọi là họ là người khiêm tốn được. Cái đó họ là người khiếp nhược, yếu đuối, không thể gọi là khiêm tốn được. Vì vậy chúng ta phải phân tích rất rõ thế nào là ngã mạn, thế nào là tự tin, thế nào là khiêm tốn, thế nào là nhu nhược, khiếu yếu đuối, khiếp nhược. Cái này chúng ta phải thấy rất rõ như vậy. Vậy thì bây giờ những người ăn to nói lớn chưa hẳn họ là những người ngã mạn. Như vậy những người nói chuyện nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ chưa chắc là họ là người khiêm tốn. Các vị nên nhớ nè, trong những trường hợp chúng ta cứ phân tích,
Một người nói chuyện mạnh mẽ, tự tin, họ biểu hiện cái oai, cái lực, cái hùng của một con người có phong cách ở cái chỗ là họ là người có bản lãnh. Bây giờ chúng ta có coi phim Bao Công không? Như vậy chúng ta thấy rằng sự ăn nói và biểu hiện cử chỉ tự tại, mạnh mẽ, quyết đoán của Bao Công như vậy, có ai nói ông ngã mạng không? Không. Như vậy một hình ảnh quyết đoán, mạnh mẽ, mọi thứ biểu hiện cái dũng, cái anh hùng, cái mạnh mẽ, cái tự tin của một con người mà họ là những người có vai trò trong xã hội. Thì cái điều này không thể nói những con người như vậy là ngã mạng được. Bên cạnh đó chúng ta thấy trong cái hình ảnh của Tam Quốc Chí, đó là hình ảnh của Quan Công. Dĩ nhiên trong cái hình ảnh biểu hiện của Quan Công đối về Phật học mà nhìn, có sự kiêu ngạo trong đó. Nhưng mà cái kiêu ngạo này đáng nể, chứ không phải là một cái chuyện gọi là kiêu ngạo mà gọi là khả ố, hay là cái gọi là quá đáng. Trong một con người anh hùng, mạnh mẽ, tự tin, dũng cảm, gan dạ như vậy, không thể nào biểu hiện cái kiểu gọi là rụt rè, nhút nhát, để gọi là chứng tỏ ta là người khiêm tốn được. Một con người như Quan Văn Trường thì không thể nào có những cái phong cách đó. Cho nên phong cách ung dung, tự tại, uy nghi, ăn nói dõng dạc, mạnh mẽ, và thậm chí có những sự thách thức trong các cái câu nói của mình, đó là biểu hiện của các bậc anh hùng, chí sĩ, chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy có những con người biểu hiện anh hùng, chúng ta đừng gọi họ là người ngã mạng. Họ phải có bản lĩnh về điều đó. Cho nên chúng ta không có bản lĩnh, chúng ta thấy những người có bản lĩnh hơn chúng ta, chúng ta gọi họ là người ngã mạng, sai. Cái bản lĩnh của một con người họ có quyền biểu hiện. Ví dụ một người lãnh đạo trong xã hội có vai trò lớn, có địa vị, có quyền lực và chịu trách nhiệm lãnh đạo trong một tổ chức nhỏ và lớn nào đó, thì người này phải có tính quyết đoán, tự tin, và người này phải có sự mạnh mẽ của cái hành động đó. Nhưng mà trong cái hành động đó, ví dụ người này ỷ vào quyền lực của mình, hà hiếp, khinh chê, nhạo báng, chỉ trích, chà đạp người khác, thì lúc đó bắt đầu người đó là biểu hiện cái gì? Biểu hiện cái gì? Ngã mạng. Còn cơ bản nhất, người này mạnh mẽ, tự tin, quyết đoán để mà lãnh đạo một cái tổ chức dù nhỏ dù lớn nào đó, cái đó không thể gọi là ngã mạng được. Vì vậy chúng ta phải phân tích rất rõ, để không khéo chúng ta đánh giá nó sai lầm. Vì một con người mạnh mẽ chưa hẳn là một con người ngã mạng. Cho nên trong cái mạnh mẽ đó, nó có chứa cái chất gì của bao dung, của độ lượng, của một con người có trách nhiệm. Ví dụ Bao Công, ông quyết đoán một công việc như vậy, nhưng mà các vị thấy các tình huống ông có những cái lòng trắc ẩn, cái trăn trở cho mình khi quyết đoán một hành động. Như vậy cái tiềm ẩn trong lòng ông đó, nó biểu hiện cái chất của một con người có từ bi, có sự độ lượng, có sự tha thứ, chứ không phải là mang cái nghĩa của một con người ỷ lại vào cái việc cầm cân nảy mực mình, rồi muốn nói ai cái gì nói, muốn làm gì làm. Trong một tổ chức cũng vậy, một người làm giám đốc hay là một cái người gọi là có quyền quyết định trong một cái tổ chức, một cái công ty hay là cái gì đó, cái người này mạnh mẽ, chịu trách nhiệm, quyết đoán, chỉ đạo tất cả mọi việc, không thể gọi là ngã mạng. Nhưng mà người này hà hiếp tất cả những nhân viên, ỷ lại, kiêu ngạo, phách lối, nói những lời khó nghe, mạ lụy và chỉ trích người ta, thì cái này bắt đầu biểu hiện cái đó là sự kiêu ngạo đó. Vậy thì cái sự mạnh mẽ, quyết đoán của một con người, nó thể hiện là cái khí chất của một con người có bản lãnh, mạnh mẽ, tự tin. Cái điều đó chúng ta không khéo đánh đồng giữa cái đó và ngã mạng là chúng ta sai. Như vậy một người mềm yếu, nhỏ nhẹ chưa hẳn là họ là người khiêm tốn à. Các vị coi các bộ phim hay là cải lương cũng vậy, các vị có thấy hình ảnh của thái giám không? Như vậy ai chưa chắc rằng là những cái hành động mà lòn cuối mọp đồ thưa dạ của thái giám gọi là không ngã mạng? Ai nói hành động đó là khiêm tốn? Cho nên có những khi nhẹ nhàng, êm ái, lòn cuối nhưng mà rất là thâm độc, nham hiểm, nguy hiểm vô cùng. Các vị phải để ý những điều này. Cho nên cái việc mà gọi là lòn cuối, cái cách hành động đó nhẹ nhàng và dạ mộp chưa hẳn là biểu hiện của sự khiêm tốn.
Nhưng mà đôi khi nó là biểu hiện của một cái sự thâm độc. Trong sự nhẹ nhàng đó nó có cái nhiều cái thâm độc đó. Đa phần trên nguyên tắc người ăn to nói lớn, không gian ác, nên nhớ là như vậy. Cái này là cái mà gọi là phân tích theo tâm lý chung. Thì á, người ta đánh giá về mặt tâm lý là người ăn to nói lớn đa phần là những người mà hơi nóng vội, nhưng mà lại là người có đức tính tốt. Họ lại là những người không nham hiểm, nhưng mà đa phần những người nhẹ nhàng, êm ái. Đây là những điều đáng sợ. Họ là những người có thể là hại người khác mà gọi là giết người không đau. Đây là cái chỗ mà chúng ta thấy như thế. Cho nên cái hành động của các vị thái giám mà chúng ta xem qua các phim ảnh cải lương, nó làm chúng ta hình dung là sự lòn cuối đó, nhưng mà trong đó nó chứa nhiều sự thâm độc, nham hiểm, nguy hiểm và hại chết người. Chúng ta phải thấy là như vậy. Vì vậy những cái dạng mà gọi là khiêm tốn mang cái nghĩa là che đậy những cái sự kiêu ngạo thầm lặng, đây là những cái điều mà gọi là đáng ghét. Tôi nhớ trong cái phần phân tích về mặt quan điểm triết học của Aristotle, ông đã từng cho những việc gọi là ngã mạn được núp bóng trong sự khiêm tốn, đó là những cái gọi là lố bịch đáng ghét. Trong cái phần phân tích của ông nói về điều đó. Nhưng mà ông cũng đề cao cái vấn đề là cái tự trọng, mà gọi là cái tự trọng đáng có của một con người. Có những con người có một cái sự tự trọng đáng có, thì cái này gọi là cái khí chất của một con người, của một cái người hùng, hay là một cái con người gọi là thành đạt, hay là những cái con người đáng kính trọng trong cuộc đời. Thì cái sĩ diện và cái tự trọng đó là cái đáng phải có của một con người. Như vậy có những con người không thể nào mà lòn cuối mập trong những cái tình huống mà mình thấy nó không phù hợp. Không phù hợp. Cho nên có những người mà gọi là nói nhỏ nhẹ, nghe dạ thưa rồi tất cả mọi thứ lòn cuối, nhưng mà ẩn sâu trong hành động ngôn ngữ của họ chúng ta thấy cái gì đáng lo lo. Chứ không phải là ai mà lòn cuối mập hay là thưa dạ là chúng ta thấy trong đó đều là có những cái mà chúng ta tự hào hết đâu, hay là chúng ta an tâm hết đâu. Nhưng mà thường thường chúng ta nói thẳng với nhau thấy vậy đó, chứ thật ra mà nói ít có vấn đề thâm hiểm. Nhưng mà cái sự lòn cuối của một con người đôi khi chúng ta đáng sợ lắm. Cho nên các vị thấy rằng khi học về đạo lý trong Phật giáo, những lời Đức Phật dạy và phân tích để giúp chúng ta hiểu sâu hơn về bản thân mình và hiểu sâu hơn về mọi người, để trong mọi cái quan hệ đối nhân xử thế chúng ta hạn chế rất nhiều sự sai lầm trong cuộc đời của chúng ta. Biết nhiều thì giúp chúng ta càng hạn chế sai lầm nhiều chừng đó. Cho nên nhận diện ra được những cái điều đó không có nghĩa là xấu. Sự tự trọng của một con người là điều cần thiết. Sự tự trọng, tự tin và tự tôn trọng lấy chính mình chưa hẳn là ngã mạn. Đó là sĩ diện của một con người cần phải có. Nếu bỏ hết tất cả những sĩ diện này, con người mình là cái gì? Con mình người mình đã trở thành sự nhu nhược, hèn kém và yếu đuối sao? Như vậy, cái sự tự tin trầm lắng, mạnh mẽ của một con người, hay là uy dũng của một con người tùy cá tính của mỗi người, mà nó không lố bịch và nó không quá đà, và nó phản ánh đúng với bản chất của người đó, thì cái này được người khác tôn trọng. Chúng ta phải thấy ở chỗ đó. Cho nên sự tự trọng của một con người, đừng vội vàng đánh giá họ là người ngã mạn. Nếu bỏ qua tất cả những cái này, con người người ta không thể vươn lên được. Bỏ qua tất cả những cái này, con người không thành đạt được. Chúng ta nhớ cái câu chuyện mà từng làm cho chúng ta thấy về một cái tình bạn. Thì ở đây tình bạn đặc biệt nhất là chúng ta từng thấy đó là Lưu Bình Dương Lễ. Chúng ta thấy rằng hành động của Dương Lễ khi nói sóc Lưu Bình. Anh em từng ở chung gần gũi nhau như vậy. Nhưng mà khi mà Dương Lễ thi đậu cái thám qua bản nhãn gì đó, thì Lưu Bình lúc đó sa sút rồi, trở thành người nghèo khổ, không còn tiền để chi tiêu nữa, mới tìm đến Dương Lễ. Và khi đến đó thăm bạn xưa mà người mình đã từng hy sinh, mình lo lắng, mình chăm sóc đủ điều cho ăn học đó, thì tìm đến rồi gặp Dương Lễ. Dương Lễ cho ăn gì? Dương Lễ cho ăn gì? Cà thiêu và tô cơm hẩm. Ăn như vậy là rất là đau đớn rồi, còn nói một câu nữa chứ, sốc nữa.
giỏi thì coi học hành có bằng được ta chăng? Như vậy thì bây giờ đã vừa cho ăn cơm hẩm mà vừa sóc một câu như vậy nữa, cuối cùng Lưu Bình có ăn không? Không. Và Lưu Bình chạm đến cái tự ái của mình, tức là lòng tự trọng của mình bị xúc phạm quá đáng. Mà cái này thật sự không phải là do Dương Lễ ngã mạng, mà Dương Lễ là người có trí, cần phải sốc, cần phải làm sao đánh động được cái tôi của Lưu Bình, và nghĩ rằng kích động như vậy, bị nhục nhã, bị mạ lụy, bị xem thường như vậy, mới có thể là nỗ lực, mới có thể là cái tự ái có thể vươn lên được. Như vậy cái tự tôn lúc đó nó bắt đầu sống dậy. Chứ bây giờ nếu mà Lưu Bình gặp Dương Lễ, Dương Lễ thấy Lưu Bình vậy tội nghiệp quá, mới vô tắm rửa vuốt ve, trời ơi sao Lưu Bình sao xa cơ thất thế làm sao mà để như thế, rồi nói an ủi rồi cho tiền này kia, bao giờ Lưu Bình mới đổ trạng nguyên được. Nếu mà Dương Lễ cho tiền săn sóc Lưu Bình thì Lưu Bình có thể đổ trạng nguyên nổi không? Không, không có động cơ. Thậm chí mà Dương Lễ ỷ ôi hồi thấy thương quá, nói hồi Lưu Bình còn khóc nữa, khóc cảm thấy biểu hiện như trẻ con vậy đó, cảm thấy tủi thân rồi này kia nọ, không bao giờ trưởng thành được. Vì vậy chính cái hành động của Dương Lễ, Hiền Lễ làm như vậy kích thích cái lòng tự trọng của Lưu Bình, và vì vậy Lưu Bình mới bị tự ái như vậy, cuối cùng học hành, và chính động cơ đó học hành mới đổ được trạng nguyên. Vậy thì chúng ta thấy rằng có những cái hành động mà con người tự trọng lấy chính mình, cái điều đó không có nghĩa là ngã mạn, không có nghĩa là cái xấu. Con người không có tự trọng lấy chính mình coi như là thật sự con người đó không thể vươn lên. Và thậm chí những người không biểu hiện được lòng tự trọng, thỉnh thoảng người đó rơi vào trong cái việc rất là tầm thường. Vì vậy cái sĩ diện của con người, cái lòng tự trọng của con người, chúng ta đôi khi đừng đánh đồng nó với một sự ngã mạn, mà cái đó cần phải có. Cái đó để làm cho con người có cái sự vươn lên. Chính cái đó làm cho con người tránh xa dần những điều sai quấy. Chính cái đó làm cho con người mới phát huy được khả năng của mình. Và chính cái lòng tự trọng đó mới giúp cho con người của mình cải ác làm lành và làm tốt trong cuộc đời. Và sự cao quý nhất là người này có thể bước lên được vai trò và địa vị của một bậc thánh. Như vậy chúng ta đừng có phân tích mà đánh đồng như vậy, không khéo thì chúng ta sẽ quy kết sai và chúng ta có lỗi, và chúng ta tự nuôi dưỡng những cái hạt giống xấu trong con người của mình. Tôi nhớ trong cái quyển sách có nêu về một câu chuyện của một vị thương gia. Trong cái quyển sách này nói về cái câu chuyện vị thương gia là một hôm ông đi ngang chỗ một cái anh này, anh bán sách cũ, nhìn thấy cái vẻ mà gọi là mệt mỏi, chán chường của một cái anh mà bán sách dạo mà sách cũ á, thì vị thương gia này mới cảm thấy động lòng, mới móc ra $8. Vị thương gia này là người Mỹ, móc ra $8 cho cái anh này. Thì khi cho nhét vào tay anh này và không nói lời nào, và vị thương gia này mới đi một quãng, nghĩ trong đầu kỳ quá, mình làm như vậy có cái vẻ giống như là mình kiêu ngạo hay là xúc phạm đến lòng tự trọng ta quá. Cái mới cuối cùng ông này mới quay trở lại, lấy hai cuốn sách tương đồng với giá $8 và mới nói với anh này rằng là: xin lỗi ông, tôi gửi tiền cho ông mà tôi vội vã quên lấy sách, cho nên bây giờ tôi quay lại lấy hai cuốn sách. Thì cái hành động này để ông chứng tỏ rằng đây là ông mua, chứ không phải là ông vì thấy người khác tội nghiệp mà ông cho. Nhưng mà cái anh bán sách vẫn tự hiểu về điều đó. Và sau khi trả tiền xong rồi, ông thương gia này mới vỗ vai cái anh bán sách, mới nói rằng là: nói cho cùng tôi với anh vẫn là người đồng nghiệp. Có nghĩa là anh này buôn bán, ông này thương gia này cũng buôn bán, có nghĩa là đồng nghiệp. Nhưng mà sự thật anh này chỉ là anh bán sách cũ, còn cái ông thương gia này là một người giàu có quý phái. Thì sau câu nói này ông này đi, thì một câu nói để mà nói chung là nó cũng tác động đến lòng tự trọng của một con người. Vài năm sau đó, trong một cái buổi mà gọi là tập hợp những cái người mà thành đạt á, cho một cái buổi vận động về mặt từ thiện, thì buổi hôm đó cái anh mà bán sách dạo hôm nọ, bây giờ anh đã trở thành một người thương gia giàu có. Và anh nhận thấy rằng cái ông thương gia ngày xưa cho mình $8 đó cũng có mặt trong buổi hôm nay. Và anh này mới đến bắt tay một cách
trịnh trọng với ông thương gia ngày xưa. Thì anh này mới nói câu là rất có thể ông không nhớ tôi là ai, nhưng với ông cả đời này tôi không quên được. Thì ông thương gia ngạc nhiên. Và sau này anh này phân tích những điều ông thương gia mới nhớ ra về hành động ngày hôm đó. Thì anh này mới nói rằng là chính câu nói của ông đã làm cho tôi có một hướng đi rõ ràng, và tôi quyết định thay đổi số phận của mình. Vậy thì các vị thấy rằng một lời nói đánh động lòng tự trọng của một người khác, vì sĩ diện của một con người dễ dàng thay đổi những cái xấu của mình để có thể quyết đoán đứng lên để làm cho cuộc đời của mình thay đổi. Vậy thì bây giờ cái việc tự trọng của một con người chúng ta không thể cho nó là xấu được, và chúng ta không thể xem nó là một sự ngã mạn được. Cho dù trong sự tự trọng đó ít nhiều nó cũng có biểu hiện sự ngã mạn, nhưng không hẳn là cái để đáng trách, không hẳn đó là những cái đáng phê bình. Trong cuộc đời này chúng ta cũng cần có những cái sĩ diện đặt vào đúng chỗ, dầu bất cứ thân phận đó là ai. Cho nên tôi mới nói với các vị rằng một thân phận nào trong xã hội, nếu đó là một con người bình thường, đều có những cái lòng tự trọng ngã mạn, những cái tánh này tiềm tàng. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta biểu hiện nó ở đâu cho nó hợp tình hợp lý. Một người đẹp như hoa hậu không thể nói rằng họ không thể, họ mất tự tin và họ đánh mất hết tất cả những vai trò của họ trong những người bình thường khác. Không thể, dù ở đâu họ vẫn là hoa hậu. Một người là giám đốc, một người giàu có, một người thương gia, một người có quyền trong một cái tổ chức xã hội nào đó, thì người đó vẫn có những cái phong thái và những cái phong cách của họ mà các vị dù bất cứ lý do nào, dù họ khiêm tốn hay là tự tin, đều không thể đánh mất được cái này. Và các vị không thể nào nhắm vào một vài khía cạnh, cái yếu tố nổi bật của con người đó để các vị đánh giá rằng đó là một cái con người ngã mạn hay gì đó, hoặc là có những cái biểu hiện khiêm tốn nhẹ nhẹ trong một con người, thì cũng đừng vội đánh giá rằng đó là một sự thấp hèn. Cho nên chúng ta có hiểu biết, chúng ta nhìn và quan sát một con người. Khi chúng ta quan sát với phong cách và mọi thứ của một con người, thì bắt đầu chúng ta mới có thể đánh giá từng bước và phản ánh đúng với cái điều đó được. Phản ánh đúng với cái điều là cái này tự tin hay là ngã mạn, cái này khiêm tốn hay là nhu nhược. Và bên cạnh đó là có những người vì ngã mạn cho nên biểu hiện trong mà một sự khiêm tốn khéo léo, thì cái này chúng ta cũng nhìn nhận ra. Cho nên người ta nói là câu khiêm tốn bằng bốn câu gì? Bốn câu tự đại, phải không? Có những khi người ta nói câu khiêm tốn bằng bốn câu tự đại để ta thấy rằng là trong cái hành động ngôn ngữ của cái sự khiêm tốn đó, nó chứa đựng một cái sự kiêu ngạo của họ, chứ không phải là thấy khiêm tốn thật lòng. Vậy thì nhìn về góc độ Phật học của chúng ta, sự thật Đức Phật khuyến khích có các vị khiêm tốn hay là Đức Phật dạy cho chúng ta nhu nhược? Hả? Đức Phật dạy cho chúng ta khiêm tốn để bỏ dần ngã mạn, nhưng mà không có nghĩa rằng Đức Phật dạy người Phật tử chúng ta nhu nhược. Đây là chúng ta phải để ý. Người Phật tử chúng ta tiếp nhận lời Phật dạy không khéo, biến người Phật tử trở thành nhu nhược, thụ động để bị người khác ăn hiếp, chỉ trích và mỉa mai một cách vô cớ. Đây là những điều chúng ta nên nhớ. Có những người Phật tử cứ nghĩ mình tu rồi, ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm, ai muốn chỉ trích gì chỉ trích. Đâu có những chuyện đó. Hay là có những người Phật tử là những người tu hành rồi, người ta đưa cái khuôn ra, người ta ép mình phải như vậy, không có lẽ đó. Một người Phật tử có thể khiêm tốn nhưng không biến mình trở thành kẻ nhu nhược yếu đuối, ai muốn làm gì làm, ai muốn chỉ trích gì chỉ trích. Điều này tôi có nói trong một bài giảng là ở hiền gặp lành, tôi có nói với các vị rồi. Cho nên Đức Phật dạy con người là Đức Phật không bảo chúng ta nuôi dưỡng ngã mạn. Bởi vì trên nguyên tắc ngã mạn là một loại phiền não, là một tánh xấu, và phiền não đó làm cho chúng ta tiêu ma phước báo. Đức Phật không có khuyến khích cho chúng ta về lĩnh vực đó. Nhưng mà Đức Phật cũng không buộc chúng ta rằng cần phải nhút nhát yếu đuối, thể hiện cái điều mà để gọi là giống như mình hiền lành một cách thụ động như vậy, thì ở đây Đức Phật cũng không khuyến khích. Sự thật, một người khiêm tốn là một người mạnh mẽ, chứ không phải là khiêm tốn theo dạng nhút nhát và yếu đuối. Có những người khiêm tốn thái quá, chúng ta thấy rất là nhột với những người đó.
Các vị có bao giờ các vị nói chuyện với những người khiêm tốn thái quá không? Là những người mà thường thường ta nói lịch sự có thừa đó, nói với những người này thưa bẩm dạ nhột muốn chết chịu đời không có nổi. Người ta cứ cầu kỳ, người ta cứ thế, người ta thoải mái đi, người ta không chịu. Người ta cứ phải là thế này, dạ thưa bẩm cầu kỳ thế. Mình nói hội nhột dễ sợ luôn, cảm thấy ngột ngạt trong cái việc tiếp chuyện như vậy. Nhưng mà thật sự mà nói, mình cũng đâu thấy họ làm như vậy là họ tốt đâu. Mình cũng không hẳn thấy họ làm như vậy là họ khiêm tốn đâu. Cho nên cái việc gọi là Đức Phật khuyến khích cho người tu học theo Phật là phải khiêm tốn, nhưng không có mang nghĩa là cái khiêm tốn đó để biến mình trở thành yếu đuối nhút nhát. Đức Phật cũng không khuyên mình làm một sự khiêm tốn giả tạo để che đậy sự kiêu ngạo trong lòng mỗi người. Đức Phật không dạy cho chúng ta như vậy. Khiêm tốn là một đức tính tốt, nhưng mà bên cạnh đó người ta cũng đưa ra là khiêm tốn là một đức tính tốt nhưng mà không phải là một sức mạnh. Thì cái này trong trường hợp khác, nhưng mà trước mắt rằng chính cái khiêm tốn đó nó làm cho chúng ta bớt đi cái quá đà sai lầm của sự kiêu ngạo. Cho nên á, bản thân của chúng ta khi mà tu học, chúng ta sẽ từng bước nhận ra khi nào cái biểu hiện của phiền não ngã mạn chúng ta có. Cơ bản nhất, những người nghèo khổ hay những người thấp kém trong xã hội hay những người thiếu phước gì đó, thì mình thấy dường như là người này yếu đuối như vậy, nhưng chưa hẳn là họ không ngã mạn. Họ có những cái ngã mạn của họ. Mỗi một người biểu hiện một cái cách khác nhau. Mà trong cái điều mà tôi nêu cho các vị thấy ở phía trước về bảy loại mạn rồi, nhưng mà trong cái vấn đề cơ bản nhất là ngã mạn là một sự kiêu ngạo, là đây là điều mà người ta thường để ý và người ta thường chỉ trích nhất. Như vậy Đức Phật không cho con người chúng ta tự hào về mình, không cho mình kiêu ngạo, kiêu xa về bản thân mình. Nhưng mà Đức Phật cũng không ép mình để trở thành cái kẻ gọi là khúm núm nhút nhát. Quan trọng nhất là người tu phải thấy rằng khi nào mình biểu hiện phiền não, sai lầm, và khi nào mình làm một cái sự mà tự trọng đáng có, thì cái này tùy sự nhận thức tu tập khôn ngoan của mỗi con người chúng ta nhận ra được điều đó. Xin thưa các vị, ngã mạn là một trong những cái làm cho người mình tiêu hao phước báo rất là nhiều. Các vị phải để ý chỗ này. Thật tình mà nói, nó thầm lặng lắm. Các vị thấy đa phần những người mà gọi là hống hách, tự đại, kiêu ngạo, thì đa phần chúng ta thấy nhìn vào xã hội, người đó khó giữ được sự nghiệp và địa vị của mình lâu dài. Thì đôi khi có những người thắc mắc tại sao kỳ lạ như thế, cái này nó đi theo nguyên tắc gì? Xin thưa các vị, tất cả mọi thứ, cái sự mà gọi là tận hưởng những cái điều mà gọi là hãnh diện kiêu ngạo cũng là một cái dạng gọi là thụ hưởng của chính mình. Cái thụ hưởng của đó là thụ hưởng về cái cảm giác là hơn người khác. Và cũng chính vì cái thụ hưởng cảm giác hơn người khác bằng cách kiêu ngạo như vậy, thì cái thụ hưởng đồng nghĩa với cái việc gọi là tổn giảm phước báo. Các vị phải hiểu như vậy. Tất cả mọi sự thụ hưởng đều tổn giảm phước báo ha. Ăn ngon, mặc đẹp, hưởng thụ đều tổn giảm phước báo nha. Các vị có phước, các vị mới ăn ngon mặc đẹp, chứ không phải là tự nhiên à. Những người không có phước muốn ăn ngon mặc đẹp cũng không có được đâu. Tôi nói rất là nhiều trong các bài giảng rồi. Vì vậy, có địa vị là phước báo, có quyền lực là phước báo, được đẹp đẽ sang trọng là phước báo, được ăn ngon mặc đẹp là phước báo, khôn ngoan thông minh hơn người là phước báo. Vậy thì cái phước báo này, nhờ phước báo mà được điều đó, có nghĩa rằng chúng ta đang tận hưởng những phước báo chúng ta đang có, và chúng ta hoan hỷ tự hào về những điều chúng ta đang có. Vì vậy tự thân chúng ta thấy mình hơn người khác bằng một cách tự hào cũng là một dạng tiêu ma phước báo. Và nhiều thứ nó tiêu ma phước báo, đến khi phước báo không còn thì mọi thứ tự mất, và mọi thứ đó dẫn đến đổ nghiệp nơi chúng ta. Cái này chúng ta phải thấy cái tiến trình nó là như vậy. Nhưng mà có những cái chúng ta hoan hỷ an vui hạnh phúc mà chúng ta không tạo nghiệp. Ví dụ bây giờ chúng ta làm từ thiện, chúng ta ban tặng người khác, chúng ta có vui, có hãnh diện không? Có cảm giác vui hãnh diện vì làm điều tốt cho cuộc đời. Cái vui này có, nhưng mà
không tạo ra cái vấn đề gọi là quan trái nghiệp báo. Chúng ta vui với một hành động chúng ta làm tốt, cái này không tổn giảm phước báo. Nhưng chúng ta cũng cảm thấy rằng nếu chúng ta tự hào và kiêu ngạo trong việc làm điều đó, chúng ta vẫn tổn giảm phước báo. Phải nhớ là như vậy, rất là tế nhị. Cái điều này không ai xúi ai bảo, nhưng mà tự con người chúng ta tự lập ra, làm ra và tự dẫn chúng ta đến những hành động đó. Có những cái điều hoan hỷ vui mà tạo nên sự an lạc và tăng trưởng phước báo. Ví dụ chúng ta vui khi thấy người khác thành đạt hơn mình, chúng ta vui khi thấy người khác hạnh phúc hơn mình, chúng ta vui khi thấy người khác giàu có hơn mình, chúng ta vui khi thấy người khác đẹp đẽ hơn mình, chúng ta vui khi thấy người khác thông minh hơn mình. Những cái vui tùy hỷ này là cái vui vẻ gọi là tăng trưởng phước báo, làm mất dần đi những cái tánh đố kỵ ganh tị. Bởi vì nếu chúng ta nuôi dưỡng tánh ganh tị, dễ gì chúng ta chấp nhận điều đó. Ganh tị cũng là một cái dạng biểu hiện của ngã mạn nữa. Vì vậy ganh tị nó biểu hiện của ngã mạn, mà ngã mạn thì đó là tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì làm chúng ta giảm phước báo. Vì vậy trong một cái con người chúng ta quan niệm về ganh tị này kia nọ để mà chỉ trích chống đối thì không đem lại lợi lạc cho chúng ta. Cho nên cái phước tỳ hỷ trong kinh mà Đức Phật nêu rằng cái phước tỳ hỷ nó bằng với phước người thực hiện về cái điều lành đó. Người thực hiện điều lành mà chúng ta tỳ hỷ vào điều lành của họ, chúng ta vẫn có phước báo. Bởi vì đây là chúng ta đang đoạn trừ cái tâm gọi là đố kỵ ngã mạn của chúng ta. Vậy thì ở đây khi chúng ta vui với những hành động lành, khi chúng ta vui với những điều người khác hơn chúng ta, thì cái niềm vui này đem đến cho chúng ta được nhiều phước báo. Nhưng mà cái vui bằng cách thụ hưởng, chúng ta đang tiêu hao phước báo à. Ăn chơi là vui, ăn chơi vui hay buồn? Vui, nhưng mà rất là tổn hại phước báo à. Ví dụ các vị, tôi có nói trong một số bài giảng, tôi có nói là ở tại những nơi gọi là casino. Casino là những nơi đánh bài. Mà tại sao các vị thấy rằng dân gian chúng ta có câu bài bạc là bát bần? Mời mốt các vị sẽ nghe bài giảng này tôi giảng tại Las Vegas ở Mỹ. Họ không gượt tôi chạy là cũng may mắn lắm rồi. Vô tới đó mà dám giảng cái bài này. Xin thưa các vị, sau này các vị nghe bài giảng đó, các vị sẽ thấy rằng tôi sẽ phân tích chia sẻ tại sao dân gian chúng ta có câu đó. Và tôi cũng có dẫn chứng ra một điều. Người đánh bài tại sao khi mà họ hết tiền rồi họ lại rất khó có cơ hội họ ngóc đầu, và họ đau khổ? Bởi vì sao vậy? Tiêu hao trong cái việc giải trí một cách là ích kỷ cá nhân đó đó, nó sẽ là một sự tiêu hao phước báo rất là lớn các vị. Tôi cho thí dụ nè, có những người phước báo chỉ có $1,000,000 thôi. Cái phước báo của mỗi con người nó có sự giới hạn của nó. Giống như tôi nói với các vị, không ai đựng đầy hơn cái ly nước mình đang có đó. Có nghĩa là cái khả năng của mình đầy cái ly mình đã có thôi, chứ không thể đựng đầy hơn. Thì bây giờ cái đựng đầy của mình là 1 tỷ hay là $1,000,000. Rồi bây giờ mình đi vô trong casino, mình đánh bài, chỉ cần một đêm thôi mình có thể đánh $1,000,000 đó. Các vị biết rằng tại casino của Las Vegas, $1,000,000 trong mỗi đêm là chuyện bình thường của rất nhiều đại gia. Và có những người nhảy lầu tự tử, tức là sau khi hết tiền rồi cảm thấy mặc cảm, cảm thấy khó có quay trở lại trong cuộc đời, nhảy lầu tự tử luôn. Và điều đó thường xảy ra, mà những người làm trong đó kể cho tôi nghe những câu chuyện đáng thương tâm. Trong đêm có những đêm chơi thua cả hàng $10,000,000 như vậy, rồi có thể là hết cả sự nghiệp sự sản rồi nhảy lầu tự tử. Vậy thì các vị thấy rằng cái phước báo của họ chỉ có $1,000,000, nhưng mà một đêm của họ, họ tận dụng hết $1,000,000 rồi thì còn gì nữa. $1,000,000 này nếu họ dành dụm, họ nhín nhúc, họ sống cả một đời, đúng không? Vậy thì hạnh phúc này nếu cả họ xài một cách thiêm tốn thì họ có thể kéo dài ra được một đời của họ trong $1,000,000 có được này. Nhưng bây giờ bằng những cái niềm vui ích kỷ của chính họ, họ xài $1,000,000 trong một đêm một, thì cả đời của họ gom lại bằng một đêm. Và vì vậy sau một đêm là hạnh phúc không còn. Vậy thì cái phước báo cả cuộc đời gom lại trong một đêm, như vậy tận hưởng cái nguồn vui này, nó tiêu hao cái phước báo lớn quá.
Vì vậy những người ăn chơi, những người chơi bời, các vị có điều kiện có tiền, các vị cứ ăn, các vị cứ chơi, các vị không vi phạm luật pháp, các vị có quyền. Nhưng tại sao những người như thế thường rơi vào trong chuyện khổ đau trong tương lai? Bởi vì họ lấy cả phước báo có được của họ, họ tận dụng cho hết trong những tháng ngày, mà theo những cái khát khao, những nguyện vọng, những cái cách mà ăn hưởng của họ như vậy. Cho nên các vị cảm thấy rằng cái sự tận hưởng hay là mọi thứ nó có điểm dừng, hay là sự khiêm tốn, hay là nhín một chút trong cái việc thụ hưởng đó, chúng ta sẽ kéo dài hạnh phúc của chúng ta tương đối tốt hơn. Cho nên cái việc mà gọi là ít hưởng thụ cũng là một cái cách để bảo vệ phước báo cho chúng ta. Cho nên các vị thấy đa phần những người giàu là họ có cái cách để gọi là họ không có ăn chơi như người khác đâu. Họ phải tích lũy, họ phải tiết kiệm. Cho nên chúng ta có nói có những người nào đó, họ giàu mà sao hạ tiện như vậy, họ giàu mà họ chùm sò. Xin thưa, có những người vì xài khiêm tốn tế nhị mà mới giúp cho họ có một cuộc sống ổn định dài lâu. Bởi vì họ biết nhín trong cái việc mà gọi là tận dụng phước báo của họ. Cho nên các vị thấy những cái việc làm mà nho nhỏ, đôi khi chúng ta không để ý, chúng ta lại xài hết phước báo, thì sự khổ đau và nghiệp cảm đến với chúng ta là chuyện rất là bình thường. Cho nên một cái người có tu học cần phải nhận ra được điều này. Tu sĩ tại sao cần phải xài một cách khiêm tốn? Nếu tu sĩ không xài khiêm tốn, tu sĩ sẽ tận dụng tiêu hao hết phước báo của mình, thì còn đâu mà để đủ duyên để làm đạo, đủ duyên để làm các phật sự trên cuộc đời. Cho nên người tu càng khiêm tốn, hay là càng xài tế nhị, hay là càng sống đơn giản chừng nào, thì cái điều này giúp cho người đó bảo tồn được phước báo của họ tốt hơn. Đời để lại chúng ta một câu để chúng ta hiểu trong cuộc đời là mình xài thì hết, nhưng mà người ta xài thì còn. Đây là cái câu rất quan trọng. Các vị sử dụng cho chúng ta đồng nghĩa với phước báo chúng ta đang bị tiêu hao. Nhưng mà chúng ta làm một hành động tốt đó để ban tặng cho cuộc đời, đồng nghĩa phước báo chúng ta được nhân lên. Cho nên đôi khi chúng ta làm cho người, nhưng mà thật sự đó là chúng ta đang làm cho mình. Vì vậy mọi sự tận hưởng hay là sự hãnh diện kiêu ngạo trong tất cả mọi thứ đều làm chúng ta tổn giảm phước báo hết. Mà khi phước báo tổn giảm thì cái gì? Cái nghiệp nó tăng. Cho nên các vị thấy rằng có những người khi họ được giàu có quyền lực gì đó, họ thiếu đi sự tu tập đó, họ cái cách đối xử rất là tệ bạc với nhân viên của họ, với những người làm cho họ. Mà các vị biết rằng người nào đối xử tệ bạc với người khác bằng cái tánh ngã mạn và kiêu ngạo, người đó khó bảo vệ được sự nghiệp, địa vị hay là quyền lực lâu dài. Đây là chuyện đương nhiên. Cho nên các vị thấy những ông chủ có đạo đức, những ông chủ biết thương công nhân của mình, những ông chủ biết bảo vệ những người làm cho họ, đó là những người có đức. Và họ nghĩ đến cái hạnh phúc an vui của những người cùng làm với mình, cùng sống chết với mình, cùng gây dựng sự nghiệp với mình. Họ sống bằng cách khiêm tốn tế nhị, họ yêu thương bảo vệ. Đó là những người giữ gìn sự nghiệp được dài lâu, bởi vì phước báo của họ không bị tiêu tan. Cho nên sự kiêu ngạo, hãnh diện tự hào, nó tự làm mình mất phước. Và khi mất phước rồi là họa sẽ đến. Cho nên các vị thấy cái việc mà gọi là khiêm tốn một cách đúng nghĩa, chứ không mang cái nghĩa khiêm tốn mà nuôi dưỡng cái kiêu ngạo bên trong, thì khiêm tốn đó tạo ra cái đức của con người và giữ được cái phước của con người. Trên quy luật của nhân quả, các vị nên nhớ, hạnh phúc an vui, giàu có, đẹp đẽ đi theo quy luật của con đường phước báo. Vì vậy khi mình có phước báo, mình là một người hiểu biết theo Phật pháp, mình gắng bảo vệ duy trì bằng những hành động tốt của mình, bằng những tâm khiêm hạ đúng nghĩa của mình, nhưng không mang cái nghĩa là nhu nhược hay là gọi là che đậy cái sự khiêm tốn bên trong bằng cái sự kiêu ngạo thầm lặng. Cái này phải hiểu sâu sắc về điều này như vậy, để chúng ta tránh đi những cái sự sai lầm đáng tiếc rất là vô tình. Nhưng mà khi con người chúng ta thành đạt, hạnh phúc, giàu có, quyền lực, chúng ta ít để ý tới điều này. Cái ngã chúng ta tự thầm lặng nó tăng trong từng ngày mà chúng ta không biết. Cho nên có những người trước khi thành đạt thì họ lại yêu thương mọi người, nhẹ nhàng mọi người. Nhưng mà khi họ thành đạt rồi, họ lại quát tháo, họ lại thế này thế kia với những người thân của họ. Họ thay đổi.
họ thay đổi cái cá tính đó đi, thì chúng ta thấy rất là ngạc nhiên. Đó là cái ngã mạn tiềm tàng nó tăng lên trong mỗi con người. Điều đó không ai dạy đó, nó tự nhiên là như vậy. Cho nên cần phải để ý khi chúng ta được giàu có, quyền lực, địa vị, hạnh phúc, đẹp đẽ, thông minh, sang giàu, giỏi giang, thì chúng ta phải cẩn thận để ý đến con người của mình. Những cái phiền não, ngã mạn, kiêu ngạo, tự đắc, nó thầm lặng, nó đi theo chúng ta trong mỗi cái đoạn đường như thế, trong mỗi cái bước chân của chúng ta như thế, trong mỗi cái địa vị và vị trí của chúng ta đang là như thế. Hãy hiểu rất là rõ như vậy. Cho nên bình thường cũng một câu nói đó, mình không có tự ái, nhưng mà đến khi mình có một cái cương vị tương đối, người ta cũng nói câu đó, mình sẽ tự ái rất lớn đó. Và vì vậy đồng nghĩa với cái cách đó gọi là nghiệp nó tăng. Chúng ta thấy rõ như vậy. Cho nên là tu sĩ cũng cần phải để ý điều này. Khi tu sĩ được sự kính trọng của mọi người, cái đó như một cái việc gọi là trong luật hay là trong oai nghi của một người Phật tử đối với tăng bảo, đôi khi vô tình làm cho những vị tăng có một sự kiêu ngạo mà nó không đúng cách của một vị xuất gia. Cái này rất là dễ, khi được ai cũng gặp cũng mô Phật bái lại vậy trơn trọi á, tự nhiên mình thấy rằng mình là thầy, mình là người xuất gia, mình là sư cô, sư bà gì đó, mình cần phải được như vậy. Cho nên mai này gặp người gặp mình không chào, tự nhiên tự ái khó chịu lên. Cái này là phải để ý. Hoặc là đôi khi mình đi gặp ai, người ta cũng thưa thầy, thưa thầy. Lâu lâu gặp người anh, nói chuyện anh, tự ái. Tức là chúng ta bị mặc định trong đầu chúng ta, ai cũng phải gọi chúng ta bằng thầy. Không hẳn. Người Phật tử họ biết, họ gọi chúng ta bằng thầy, bằng sự tôn trọng. Nhưng có những người không là Phật tử, thậm chí có những người ngang bướng không cần biết, họ có thể gọi chúng ta bằng một cách rất là sóc ốc như vậy. Mà chúng ta bị tự ái thì chết rồi. Mà chúng ta rất là dễ rơi vào trường hợp này nếu chúng ta không có sự chuẩn bị, hoặc là chúng ta tu tập, hoặc là chúng ta có một sự chánh niệm coi như là cao và thường xuyên trong con người chúng ta, dễ rơi vào trường hợp này lắm. Chúng ta đừng nghĩ rằng ai gặp chúng ta cũng phải cúi lại hay là chào bạch thưa. Đừng bao giờ cho điều đó như một nguyên tắc đối với chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị tất cả mọi tình huống. Thậm chí có những tình huống chúng ta chuẩn bị rằng nó có thể gọi mình bằng thằng, mà làm sao mày gọi tao bằng thằng, cũng không cái ra gì, bình thường. Cái này quan trọng lắm. Chứ còn bằng không, thầy giết quen cái lỡ có thằng nào nó cà chớn, nó mất nết, nó làm bằng thằng, cái tự nhiên tự ái lên, không biết đường phản ứng, kỳ lắm. Phải hiểu rất rõ. Chúng ta phải vậy. Là một người tu, bằng thầy cũng được. Tình huống nào đó nó thiếu tôn trọng do một lý do gì đó, bằng thằng cũng chả sao. Nên nhớ là như vậy. Còn bằng anh là mình đã thấy nó tôn trọng lắm rồi. Cho nên điều quan trọng là đừng bao giờ cho rằng ai cũng phải cúi mọp và gọi mình bằng thầy. Phải hiểu điều rất rõ. Sự tu tập phải để ý vậy. Ngày xưa chúng ta bước vào chùa, chúng ta là một thằng nhóc nào, chúng ta là một người bình thường như thế nào, thậm chí chúng ta là nằm trong một giai tầng thấp kém trong xã hội nữa. Vậy sao chúng ta tu một thời, tại sao chúng ta cảm thấy rằng mình tự hào và dương dương tự đắc với một cái gì đó? Đây là điều rất khó coi. Đời họ dương tự đắc khi họ có tiền, họ giàu có, họ quyền lực, họ địa vị, họ sắc đẹp. Cái này họ dương dương tự đắc, đúng hay sai? Sai, nhưng mà vẫn coi được. Dù sao họ là một người đời, họ có thể hãnh diện với những gì họ hơn người. Cái điều đó không phải đúng trong Phật Pháp, nhưng mà vẫn còn coi được. Còn mình là một thầy tu, mình làm điều đó, ai coi cho? Tôi nói với các vị rất rõ là như vậy. Cho nên đừng bao giờ cho mình làm như thế. Không khéo trong cuộc đời, những người tu chúng ta đã tự đưa mình lạc lối bằng những cái rất vô tình. Khi chúng ta được sự cung kính quá nhiều của các Phật tử, chúng ta dễ đánh mất mình lắm. Đây là điều nên để ý như vậy. Vì chúng ta được cung kính, cho nên đôi khi chúng ta quên mất đi mình là ai. Và mình lúc đó, lúc nào mình cũng đi trên ngọn cỏ hết á, chứ không có đi dưới mặt đất nữa. Như vậy rất là nguy hiểm. Cho nên trong cái việc gọi là một nhà tu, mọi người dành cái sự kính trọng cho chúng ta, đó là cái việc gọi là họ giữ cái bổn phận của họ cũng tốt. Nhưng chúng ta không có tự hào gì về điều đó. Nhưng mà đối với một người thiếu đi cái điều đó đối với chúng ta,
chúng ta cũng không lấy cái đó làm khó chịu trong con người của chúng ta. Và đường đời chúng ta hoằng pháp lợi sanh, chúng ta đối diện với rất nhiều tình huống như thế này. Có những tình huống người ta biết gọi mình bằng thầy đó, nhưng ta không gọi, thích gọi mình bằng anh sóc chơi đó, để coi mình cảm giác thế nào. Tôi kể chuyện này cho các vị nghe, đó là chuyện của tôi. Năm 97 đến nay là nhiêu năm rồi? 97, mười mấy năm rồi phải không? Như vậy thì các vị biết rằng mười mấy năm trước tôi có trụ trì chùa Kỳ Viên ở Vĩnh Long. Cái thời điểm tôi còn nhỏ mà năm đó 25 tuổi thôi. Thì các vị biết rằng có một cái ông đó, thì ổng lớn tuổi rồi. Thì khi ổng đến nơi chỗ mà của tôi trụ trì, mà thời điểm đó thật sự nói trụ trì chùa chứ thật sự một nhà tranh vách lá sụp đổ, siêu dẹo chứ có cái gì đâu. Thì ổng gặp tôi, thì thật sự với các vị khi tôi về vùng đó ai cũng gọi mình bằng thầy hết á. Rồi người ta đều quý, có những người gọi thầy, nhiều khi họ xưng con, nhiều khi họ xưng em, mà xưng tôi gì đó, vì đủ thứ, đó là chuyện của mọi người. Nhưng mà có một ông đó thì thật sự ổng cũng đáng cái tuổi mà gọi là cỡ là cha chú tôi. Thì năm đó ổng cũng bảy mấy tuổi rồi. Xin thưa các vị, thì khi gặp tôi cái ông không cái kêu tôi bằng gì đó, ông kêu bằng cháu. Thật tình mà nói, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đối diện với một cái ông mà ông gọi bằng cháu một cách tỉnh queo như vậy. Một ngày ông cũng cháu mà ông ở đó lâu thiệt các vị. Ngày nào ông cũng qua thăm chùa, mà gặp tôi thì cháu khỏe không đó. Rồi tôi cũng vẫn có, là tôi không xưng là bằng cháu mà cũng không xưng bằng thầy. Tôi cũng vẫn nói khỏe, mọi thứ đồ vui vẻ với ông. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai ông vẫn là như vậy. Tới ngày thứ ba, một buổi sáng sớm các vị biết, ông đi vào ông xách cho tôi dường như là một cái nải chuối, mà chuối sáp á. Thì ông xách vô rất là sớm, mà hôm đó là tôi đi dạy bên trường trung cấp, mà ông xách vô sớm. Tôi đi ra được nửa đường ra tới ngõ thì tôi gặp ông tại đó, và ông cũng chào. Nhưng sáng hôm nay ông không chào bằng cháu mà ông gọi là thầy. Xin thưa các vị, ông nói là chú gặp thầy một chút xíu, việc cần thiết. Thì tôi mới nói rằng là thôi giờ vậy thì thi gặp chú chút xíu, bởi vì là chuẩn bị đi dạy bên trường. Ông mới mời vô, ông mời tôi ngồi đàng hoàng. Ông nói là hôm nay chú nói chuyện với thầy bằng một cái cách rất là chân tình. Trong 3 ngày qua, thật sự chú xin lỗi thầy, chú cảm thấy là thầy đáng tuổi con cháu chú. Nhưng mà đúng nghĩa chú cũng biết gọi thầy bằng thầy, nhưng mà chú thấy ở trong đây vòng vòng ai cũng gọi thầy bằng thầy, rồi cung kính thế thế. Tức là chú nói là chú nghĩ làm gì dữ vậy, cho nên chú cố tình gọi thầy bằng cháu. Nhưng mà chú để ý mấy ngày qua chú gọi cái gì là chuyện của chú, mà chú thấy thầy vẫn thản nhiên, tự tại bình thản như vậy. Thì tối mỗi đêm về chú suy nghĩ, đúng là thầy có những cái đáng kính. Cho nên hôm nay chú thật sự là gặp thầy rất là sớm. Rồi chú gửi cho thầy một nải chuối sáp, đồng thời chú biết thầy đang làm cái gì đó. Thì chú xin là cúng cho thầy là mấy trăm bao xi măng để làm gì đó, để tỏ lòng tôn trọng của chú đối với thầy. A Di Đà Phật. Thật sự khi ông nói đến điều đó tôi mới ngỡ ngàng các vị. Bao nhiêu ngày qua đâu phải tôi làm để mà tôi làm để cho ông phải quay lại, ông cho tôi mấy trăm bao xi măng đâu. Và không có nghĩa tôi làm để gọi là ông phải gọi tôi bằng thầy. Nhưng mà tôi biết đa dạng chúng sinh trong cuộc đời, gọi cái gì là chuyện của họ. Điều quan trọng không gì bất cứ một ai để đánh mất mình trong bất cứ tình huống nào. Và chính vì chỗ đó tôi mới có được một bài học cho chính bản thân mình. Điều quan trọng nhất, ai xem chúng ta như thế nào không quan trọng. Ta vẫn là ta tự thuở nào, ai nhìn ta khác bởi chim bao. Khi thì hòa thượng khi dân giả, ta vẫn là ta tự thở nào, là chỗ đó. Cho nên từ năm 25 tuổi cho một bài học đầu đời của tôi, nó thật sự tôi mới cảm thấy rằng lời Phật dạy, và nếu chúng ta ứng dụng, chúng ta sẽ thành công trong mọi lãnh vực mà mình có mặt. Cho nên để đi vào đời để làm Phật sự là chuyện không dễ. Các vị đừng nghĩ giữa xã hội này ai cũng là tín đồ ngoan đạo với chúng ta.
Chúng ta ở trong chùa thì đúng là ai đến chùa cũng là tín đồ ngoan đạo. Còn biết bao nhiêu người không phải là ngoan đạo, họ không phải là Phật tử, thậm chí họ là những người tôn giáo khác, thậm chí họ là những người chẳng cần tôn giáo là gì, thì ta là người khác đi. Vì vậy chúng ta đừng an phận với những người chỉ biết thương mến và cung kính ta, thì đời này chúng ta không độ được chúng sinh đâu. Chúng ta phải cởi ra cho khỏi cái lớp vỏ đó. Dù Phật tử yêu thương chúng ta, họ có tô hồng cho chúng ta một lớp vỏ nào đó, đó là việc của Phật tử. Điều quan trọng tự thân chúng ta phải thoát ra khỏi cái vỏ đó. Để chúng ta làm điều gì cho cuộc đời, để làm lợi ích, để dấn thân, để bằng mọi tình huống trong cuộc đời để độ chúng sinh là điều quan trọng. Cho nên khi chúng ta sống với vỏ bọc của tình thương của những người Phật tử trung thành với chúng ta, thì thật ra mà nói điều đó tốt thôi. Nhưng mà chúng ta còn biết rằng ngoài vỏ bọc đó biết bao nhiêu chúng sinh còn nhiều nghiệp chướng và khổ đau nữa. Chúng ta cần phải có nhiều cái xả bỏ bản thân vai trò của chính mình để đi vào trong cuộc đời, để chia sẻ Phật Pháp, để làm một cái điều gì đó mà mình hòa với cuộc đời, là mình phải ảnh hưởng ít nhiều trong cái vấn đề của cuộc đời thì mình mới làm đạo được. Các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng tại Canada vừa rồi, đó là bài giảng Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Tôi đã có phân tích điều này rất rõ, các vị nghe tại website phatpapungdung.com hay là các vị có thể vào YouTube mà là nghe đĩa gì đó, tùy các vị. Tôi có thể hôm nay gửi lại cho sư cô trụ trì ở đây hai bộ đĩa mà tôi giảng ở nước ngoài nhưng mà biên tập chưa xong, được mười mấy bài giảng gì đó thì tôi gửi hết cho các vị ở đây. Còn khoảng trên 40 bài giảng nữa đang được biên tập. Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới từng bước tôi sẽ chia sẻ với các vị. Trong bài Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy, tôi có nói rất rõ Đạo Phật nhập thế giống như là để đi vào đời. Mà vào đời là vào đâu? Vào cõi bụi. Vào cõi bụi, bụi hồng. Nhiều đó mà cũng không nói được. Khiêm tốn dữ vậy. Như vậy thì các vị thấy rằng đã Đạo Phật nhập thế là Đạo Phật đi vào đời, mà đi vào đời là đi vào cõi bụi hồng. Và đã vào bụi hồng thì sao? Hả? Vào cõi bụi hồng điều trước tiên là sao? Ví dụ các vị chạy xe ngoài đường mà đường bụi quá thì các vị bị gì? Bị gì mà về nhà vuốt cái thấy đen thui tay? Bị bụi, dính bụi. Trời, nhiêu đó cũng hiền quá vậy trời. Như vậy thì vào cõi bụi hồng thì đương nhiên phải dính bụi. Điều quan trọng ta là ai dính bụi? Là kim cương dính bụi, là gỗ dính bụi, là đất dính bụi, hay là muốt dính bụi? Cái này là tùy. Vậy thì cơ bản nhất, Phật giáo nhập thế đi vào đời phải chấp nhận sự dính bụi. Trong dính bụi này nó có nhiều cái, là hòa nhập trong cuộc đời chúng ta phải bị đánh đồng, khi dễ, chỉ trích, khinh thường là chuyện xảy ra trong việc mà Đạo Phật nhập thế. Hệ lụy sai lầm là chuyện đó tôi khỏi cần nói rồi, cái này tôi phân tích rất rõ trong cái bài giảng đó rồi. Nhưng mà cái hệ lụy bên cạnh đó là sự chỉ trích, đánh đồng, xem thường và có những cái mà nhục mạ nữa. Đó là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi. Nhưng vì chúng ta cầu toàn, vì tự ái, vì không muốn người khác chỉ trích mình, rồi mình vì vậy đó mình muốn cầu toàn, mình an ổn trong những sự cúng kính yêu thương của một vài nhóm Phật tử gọi là ngoan đạo, thì bao giờ chúng ta mới đưa đạo được vào đời? Phải dũng mãnh lên, phải vượt qua những rào cản của tự ái. Nhưng mà chúng ta không đánh mất mình, bởi vì bản thân mình vẫn có những cái sự tự trọng của riêng mình. Ví dụ cái bác đó kêu tôi bằng cháu là chuyện của bác, nhưng tôi vẫn thể hiện cái bản thân của tôi. Trước hết là tuổi tác tôi không bằng bác đó, tôi phải có sự tôn trọng kính lão đắc thọ. Tôi không có quyền có biểu hiện những cái mà gọi là thiếu đi sự tôn trọng những người có tuổi tác là bổn phận của tôi. Nhưng việc mình là một tu sĩ là cái của riêng mình. Cái chuyện đối nhân xử thế trong xã hội đó là việc của mọi người. Chúng ta không vì cái điều đó để gọi là đánh mất mình tự ái thế này thế kia. Đây là điều cần thiết để chúng ta phải vượt qua những thách thức của rào cản đó. Cho nên nhìn nhận lại cái vấn đề học và tu theo Phật để điều phục sự ngã mạn, tự ái, cống cao gì đó,
Đây là một trong những cái vấn đề phiền não tiềm phục trong con người của chúng ta. Mà một người tu là người Phật tử hay là người xuất gia cần phải để ý chỗ này. Cho nên tôi nói với các vị, một chú tiểu nhỏ đáng kính trọng, một thầy tỳ kheo trẻ đáng kính trọng. Tôi không bao giờ tôi nói là cái này không đáng kính trọng. Nhưng kính trọng làm sao để những tuổi trẻ, một chú tiểu hay một tỳ kheo trẻ này phải lạc lối quên mình. Đây là cái chỗ phải như vậy. Bởi vì thật ra mà nói, người nào cũng ý thức được điều đó, điều lời Phật dạy với bản thân mình, điều này quá tốt rồi. Nhưng mà không hẳn ai cũng hiểu được điều đó hết. Ứng dụng lời Phật dạy là một điều rất khó, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên khi làm đạo, chúng ta cần thiết phải để ý từng lãnh vực của chúng ta. Những lúc chúng ta được kính trọng quá, những lúc chúng ta được sự yêu quý quá, chúng ta phải xét rằng mình lúc đó mình như thế nào, con người mình đổi thay thế nào, tâm trạng mình thế nào. Cái điều này các vị phải thấy. Khi tôi dừng chân tại tiểu bang Virginia, tôi giảng tại một tịnh xá, tôi quên tên nè. Khi tôi giảng xong, tôi vừa bước ra, tôi gặp cái chú đó khoảng 65 tuổi. Thì vừa bước ra, chú đứng cạnh một cái gốc cột như vậy. Thì tôi đi ngang và chú chào tôi và chú nắm tay tôi đứng lại. Chú nói là: thưa thầy, thầy đứng lại để mà cho con thưa thầy một việc. Nhanh thôi, con không làm mất thời gian của thầy. Trước hết, khi ông nắm tay tôi đứng lại rồi, ông mới nói một cái câu. Ông nói là: thưa thầy, sự thật từ xưa giờ con rất là ghét thầy chùa. Ông nói với tôi, tự nhiên ông gắm tay tôi lại, ông nói một câu vậy: con xin lỗi thầy, từ xưa đến giờ con rất ghét thầy chùa, gặp thầy chùa đâu là chửi đó. Tôi giật mình, tôi không biết ông này đang chuẩn bị làm gì tôi. Lúc đó tôi cũng thủ ở trong lòng chứ. Tại vì một người nói như vậy mình đâu biết họ làm gì mình. Nhưng mà ông nói rằng á, thầy biết từ xưa tới giờ á, là con gặp thầy chùa ở đâu con chửi đó. Nhưng mà sau này một lần tình cờ con nghe những bài giảng của thầy, và thử thật rằng nó bài giảng làm cho con phải thức tỉnh. Cho nên hôm nay lần đầu tiên là con đến để nghe thầy giảng. Chuyện này chưa có trong cuộc đời. Và ông mới nói rằng á, hôm nay con muốn quy y nhưng mà con không có lên chánh điện đâu, con đứng tại đây nè, thầy nhìn thẳng mặt con, thầy coi coi thầy có thể cho con được pháp danh gì thì tự tâm con quy y, con nhận cái đó, con không cần lên chánh điện và con nhận cái tên thầy xem như con đã quy y. Tôi nhẹ nhàng trong lòng, xin thưa các vị, chứ mới đầu ông nói là tôi hết hồn mà tôi không biết chuyện gì. Thì các vị biết rằng tôi nói câu này để các vị thấy điều gì? Không phải mọi người trong xã hội lúc nào cũng phải xem ta là thầy đâu. Phải hiểu là gì vậy? Việc làm đạo của chúng ta là một cái việc phải chấp nhận rất nhiều thử thách, gian nan, khó khăn và nhiều thứ trong cuộc đời. Người làm Phật sự phải tự dặn lòng mình trước để đối diện tới những điều đó. Chúng ta vẫn tự tin, an lành và chúng ta có thể vượt qua, cho dù có những tình huống là một sự thóa mạ chúng ta. Cho nên các vị thấy rằng sống hoài ở trong vỏ ốc, hay là giống như câu nói mà người ta thường nói đó, đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn là chỗ đó. Chúng ta ở một cái chỗ bình an quá, được sự che chở bao bọc của thầy tổ, được sự cung kính yêu thương của Phật tử, ở lâu như vậy lớn lên cuối cùng chúng ta trở thành gì? Cái trứng mỏng. Và chính cái trứng mỏng đó đụng gì bể đó. Cho nên chúng ta sống làm sao mà lớn lên trở thành cái trứng đá đó mới có thể sống nổi. Còn mà trở thành một cái trứng mỏng đó, thì thật sự mà khó lắm các vị. Trứng mỏng chỉ có quyền tưng tiêu thôi. Còn trứng đá đó trọi đâu cũng được. Trọi ai là lỗ đầu người đó. Chứ không phải là chuyện giỡn. Mà chúng ta đã tự tôi luyện được với chính mình những sự khó khăn gian khổ như thế, mà chúng ta đã vượt được những cái rào cản. Thứ nhất là tự ái và kiêu ngạo của bản thân mình, thì mình sẽ tự tại, nhẹ nhàng hơn. Cho nên tôi nhớ trong cổ học Tinh Hoa có một cái câu chuyện kể mà tôi cảm thấy rằng cần chia sẻ với các vị. Cái câu chuyện đó nói về cái việc mà gọi là vị cận thần của một vị vua mà nuôi một con gà đá đó. Một ông vua ổng muốn chọi gà, thì ổng nhờ một cái vị quan cận thần nuôi giùm ổng một con gà đá. Thì sau 10 ngày vị vua này nhờ nuôi, mới hỏi vị cận thần là: hôm nay gà đá được chưa? Thì cái vị cận thần mới nói với vua rằng là:
gà đá chưa được. Hỏi tại sao vậy? Nói là gà nó chưa thấy ai mà nó cứ hằng ngày nó cứ muốn đá hoài, chưa đá được. Thì vì nó còn cái vấn đề gọi là hảo khí quá. Rồi ông vua để cho nuôi thêm 10 ngày sau nữa mới hỏi vị cận thần rằng là gà đá được chưa. Ông nói vẫn chưa được. Bây giờ nó mà thấy cái bóng của bất cứ gà nào là nó muốn đá, vẫn chưa được. Rồi tới sau 10 ngày nữa vua mới hỏi rằng là gà bây giờ đá được chưa. Thì ông cận thần này có nói nó cũng chưa được nữa. Bây giờ nó thấy mặt bất cứ con gà nào là nó kênh nó muốn đá liền. Vì vậy nó cũng vẫn còn những cái háo thắng của nó chưa đá được. 10 ngày sau nữa vua hỏi rằng gà đá được chưa. Thì lúc đó vị cận thần mới gật đầu, gà đá được rồi. Bây giờ nó gặp bởi con gà nào đối thủ nó cũng xem như gà gỗ, nó không biểu hiện gì cả, nhưng mà nét mặt của nó rất là trầm mạnh, có khí lực, có tự tin, dũng mãnh, mà nó không biểu hiện bất cứ cái gì. Và chính vì điều đó gà này có thể là chọi đâu thắng đó. Qua cái câu chuyện nhỏ về cái cách nuôi gà chọi, chúng ta cảm thấy rằng người nuôi gà chọi họ cảm thấy một cái con gà háo đá, họ vẫn cho đó là hảo khí, tức là cái khí bên ngoài thôi chứ thật sự bên trong không có nội lực. Rồi á, khi mà thấy bóng gà khác là rằng muốn đá, thì cái đó người ta cho rằng là vẫn cảm thấy mạnh hiếp yếu. Rồi á, đối diện trước bất cứ gà nào cũng muốn đá, thì người ta cho rằng đó là còn một sự kiêu ngạo. Bao giờ cảm thấy rằng trước các đối tượng không sợ sệt, không sợ hãi, mà cũng không biểu hiện cái việc gọi là háo đá, thì lúc đó con người có khí chất, có nội lực, đáng tin cậy. Vậy thì cái việc rồi một người lãnh đạo của chúng ta cũng vậy. Non trẻ, yếu đuối thì thường hay quát tháo và cảm thấy là có cái điều gì đó, là cảm thấy là tự dương dương tự đắc vai trò của mình. Người lãnh đạo như vậy là thuộc về hảo khí, khó lãnh đạo tốt và khó bền. Cho nên trong cái bài giảng hôm nay tôi chia sẻ với các vị để tất cả chúng ta cùng phải nhận ra những cái phần mà gọi là còn dở, còn yếu, còn kém, còn biểu hiện của phiền não, của nghiệp chướng nơi mình, thì cần khắc phục và phát huy những cái mặt tốt nơi con người của mình để tích lũy được phước báo, để giúp cho mọi việc của chúng ta được tốt đẹp, an lành, dài lâu. Đây là lời Phật dạy đã giúp cho chúng ta có nhiều cái kinh nghiệm về điều đó. Đôi khi chúng ta biểu hiện rất nhiều trong cuộc đời, biểu hiện sơ sót, sai lầm, nhưng mà thật ra có những khi không học Phật Pháp cho nên chúng ta không biết. Chúng ta không biết là sai. Cái người mà kiêu ngạo, người phách lối, người dương dương tự đắc á, đôi khi họ không thấy được họ các vị. Người khác thấy được, có thể người thân thấy được, có thể bạn bè thấy được, có thể khách quan thấy được, nhưng mà chính bản thân người đó không thấy được. Cho nên không khéo đôi khi chúng ta tự làm mất phước mình từng ngày một chút, rồi sau đó cái nghiệp tới rồi chúng ta không tránh khỏi. Vì vậy học trong bài này không phải tôi nói các vị như một cái gọi là dạy, mà tôi cùng trao đổi với các vị, chúng ta cùng học, cùng thay đổi mình, để cho tất cả chúng ta đều được tốt hơn, bớt nghiệp chướng hơn trên cái lộ trình tu tập. Và chúng tôi chỉ có ít lời gửi gắm với các vị trong chủ đề này để giúp chúng ta có một ý niệm tu học để vượt qua những cái rào cản, cái sự thử thách của chính con người của mình, để càng ngày càng bớt những sai lầm trong cuộc đời hơn, để đến với con đường giác ngộ tốt đẹp hơn. Chúc các vị luôn an lành và tinh tấn. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng với bạn đại đức giảng sư, vừa rồi chúng con cũng chỉ có kịp chút sức thời gian để mà lắng nghe sự chia sẻ của pháp của đại đức, và qua những cái lời chia sẻ như vậy của đại đức thì chúng con cũng nhận ra rằng đúng là nếu mà chúng ta không thực hành, không trải nghiệm thì không thể nào mà chân cứng đang mềm được, và không thể nào mà chúng ta có thể chuyển hóa tâm thức của mình để trở thành một bạn già như một người theo một đường con Phật chân chính. Cũng là một trong những người đã cũng có tham gia các hoạt động Phật sự, thì khi mà vừa rồi nghe đại đức kể về cái kinh nghiệm khi tin pháp thì bản thân con cũng thấy có mình trong đó. Đâu đó cũng có mình chút xíu trong đó, và hầu như chỗ nào cũng có nhưng mà cũng có một cái trải nghiệm mà như đại đức vừa chia sẻ đó,
là có khi mà đi ra ngoài không phải ai có nhìn mình cũng với khi mình là người tu, mà đôi khi cũng kêu bọn chị cũng có, kêu bọn em cũng có, chứ không phải lúc nào cũng kêu sư cô hay kêu bọn sư phụ hay bọn thầy. Và thì đó cũng là một trong những trải nghiệm khi mà thực tế ở trong chùa thì mình là một nhà sư, là một vị sư nhưng mà luôn luôn được các phật tử kính ngưỡng, nhưng mà khi ra ngoài đời thì không phải ai cũng là phật tử. Thì qua cái câu chuyện của đại đức thì chúng con cũng thấy phật tử chúng ta chắc cũng học được nhiều, tại vì phật tử đa số á khi đi tới chùa thì cứ nghĩ mình là phật tử tới chùa, và sau đó thì nhìn những người mới tới chùa thì cảm thấy rất là nắm mắt, rất là tai mắt, và rất là phiền não về những cách cư xử chưa có được đúng mực của các phật tử mới. Nhưng mà những cái buổi ngày hôm nay thì chúng con rất là đáp và cũng nhắc nhở các phật tử là chúng ta phải lưu ý vấn đề đó, vì bản thân chúng ta là phật tử, chúng ta giữ được được phật tử và kính ngưỡng với Tam Bảo, nhưng mà cũng có nhiều phật tử đang chưa tới đã chưa biết cái thiền môn quy củ cũng như là cái biết độ của người phật tử, do vậy ta cũng phải sơ xuất, do vậy chúng ta là những người đi trước, chúng ta nên mềm mỏng và hướng dẫn cho các phật tử, để như vậy thì là các phật tử sẽ học hỏi và sẽ đạt được chúng ta rất là nhiều. Thì cái buổi chia sẻ của pháp ngày hôm nay của đại đức, chúng con nghĩ là các phật tử chúng con cũng học được rất là nhiều, bản thân chúng con cũng học được rất là nhiều qua cái buổi chia sẻ và đại đức. Thì buổi thuyết pháp hôm nay chúng con không thể nào dùng hết ngôn từ để mà nảy bày những cảm xúc cũng như là lời tri ân ở đây lòng của chúng con đối với đại đức trong những ngày sắp tới rất là bận rộn thế, và đồng thời đại đức là một trong những vị tăng trẻ có tài và rất là nhiều các phật sự trong nước cũng như nhà nước. Nhưng mà hôm nay khi đại đức cũng đã nói là trốn tới đây và giống như là bị ép, nhưng mà con nghĩ là nếu mà bị ép mà để được nghe pháp thì chắc có thể ngoài như vậy. Thì hôm nay con cũng cảm ơn một cái tấm của các bạn cho mọi người bị chung con, cho các bạn cũng chung con, rồi chúng con cũng cầu nguyện là chúng con sẽ cố gắng tu tập hơn nữa để có phúc duyên để tiếp tục được việc kiến tại đức, cũng như được ngồi đây và lắng nghe những lời giảng dạy và khuyên bảo để hầu hết là tất cả mọi thứ đều được đáp hồi. Để chúc thời gian mới, chúng con cũng không biết làm gì hơn. Xin thành kính cầu nguyện Tam Bảo đi theo con hỗ trợ để bước phát triển chúng ta và mọi sự đều thành tựu viên mãn, vô cùng tất cả mọi thứ.